Mừng các bạn quay trở lại với bài học. Để tiếp tục bài học của chúng ta thì hôm nay mình sẽ tiến hành là thêm bớt sửa xóa hiển thị của một bảng quan hệ với cái bảng chúng ta đang tiến hành ở đây. Hiện tại chúng ta như hôm trước tôi có tạo cái DB. Chúng ta có hiện tại là đang thao tác với cái bảng category này. Thì chúng ta đã tiến hành thêm bớt sửa xóa cho nó. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn làm việc với cái bảng con của nó, tức là bảng product này. Product chúng ta có các trường là ID, name, case ID, description, image và price. Thì chúng ta sẽ tiến hành đầu tiên lại bắt đầu lại từ cái giao diện list của nó, giao list của category. Đây. Mình sẽ cho cái image này nhỏ xuống một chút nữa. Chúng ta dễ hình dung. Image. Đây là update rồi. Đây cho index 100 thôi. Ok rồi. Thì bây giờ tôi muốn đổi cái text là cái name của cái category này thành cái hyperlink để chúng ta dẫn sang trang list của toàn bộ những cái sản phẩm là con của nó. Thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Đây name này đúng không? Chúng ta cắt nó. Dùng thẻ A. Address bằng product sược này. List index.php hỏi chấm get id bằng tôi đổi cái name này thành là id. Ok, bây giờ chúng ta như sau, nó sang thành một cái link, các bạn có thể nhìn thấy sược product index.php hỏi chấm kết bằng 1. Rồi ok, thì tiếp theo tôi sẽ tạo ra một cái thư mục, ở đây là thư mục product giống như ở đây. Sau đó tôi sẽ tiến hành tạo một file mới là file index.php, tôi xếp xuống. Ok, ok rồi, chúng ta lại làm giống như cái file index này là check xem ở đâu. Chúng ta sẽ tiến hành là check require. Chúng ta require cái db.php. Sau đó ở đây chúng ta sẽ tiến hành là check xem có cái category ID, cái case ID không. Nếu không có thì chúng ta sẽ lấy ra toàn bộ dữ liệu của product. Hoặc nếu có case ID truyền theo thì chúng ta sẽ lấy ra toàn bộ những cái sản phẩm mà có case ID sẽ bằng cái case ID truyền vào. Thì chúng ta sẽ check if, cho to chữ lên một chút, if iset dollar get, chúng ta truyền lên là biến là case dưới ID. Ok, tôi chưa tiến hành validate nhiều ở đây. Thì chúng ta có câu lệnh SMTP. Chúng ta execute. Thì tôi lấy ra giống y như này. Copy. Tôi bỏ hai thằng này xuống phía dưới. If get ID này. Có get ID thì chúng ta lấy ra get ID sẽ bằng cái biến này. Đã. Else. Chúng ta duplicate nó lên. Rồi. Đây chúng ta sẽ tiến hành ở đây là where case dưới ID sẽ bằng cái 2 chấm case dưới ID.
tôi có ra cái này, tôi sẽ copy cái bit by param nó vào đây. Get ID sẽ bằng cái get ID này tôi. Ok. Bây giờ chúng ta có một cái list product bằng STMP, STMT fetch all, chúng ta có thể check và dump cái product này. Ok, bây giờ chúng ta có thể thử. Why they be failed to open stream. Oh, xin lỗi các bạn. Chúng ta thoát ra ngoài khỏi cái thư mục này. Xong mới chọn được đến file DB. Unknown column get ID. Tôi xem lại trong cái DB nào. Okay. À, do câu lệnh của tôi select này. Ok. Trong đây của tôi có các cột là ID, name, get ID, description, emit và price. Thì tôi sẽ lấy ra câu lệnh là ID này, name này, description này, emit này, get ID nữa. Và price. From, để copy thêm cái đoạn này. From là product. Ok, giờ chúng ta test thử. Array null, tức là không có sản phẩm nào. Ok, chúng ta cứ thử thêm sản phẩm ở đây nhá. iPhone 4, cái đấy là 1. Description và emit cũng có, price là 5.500.000. iPhone HTC One 1.700.000. Tiếp theo tôi lấy ra cái category thứ hai của tôi là laptop đúng không? MacBook Pro 2 là 25.000.000. Ok, tạm thời thế. Chúng ta tiến hành. Ok, đây chúng tôi đã có hai cái sản phẩm là 1 và 2. Ok, tôi thay đổi thành số này thành số 2. Đây chúng ta có một sản phẩm. Rồi, nếu mà tôi không có cái này thì nó sẽ lấy ra 3, lấy ra 4, 4 cái sản phẩm. À đây nó có 4, tôi không đi. Delete cái này đi. Nó phải là ra 3 sản phẩm. 3 sản phẩm. Rồi ok. Tuy nhiên ở đây chúng ta mới chỉ thực hiện cái câu lệnh là như sau. Tôi tạo một query mới là select sound from product where id get id bằng 1 từ đúng không? Nó chạy cái câu này. Đây thì nó ra như này. Nhưng mà chúng ta mới chỉ có get ID. Nhưng mà tôi muốn lấy ra thêm một cái trường nữa là trường get name thì tôi phải làm như nào? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta thực hiện cái câu lệnh query là product cách P này. Left join với category C. Ok. Chúng ta có product ID đi
v.id s product gạch dưới id v.name s product name v.description s product gạch dưới description v.image s product image chấm tiếp là price ok bây giờ tôi sẽ lấy ra được những cái đây về chấm get id tôi đang sai ở đâu đấy select chúng ta thiếu cái câu lệnh on p chấm get id sẽ bằng c chấm id chúng ta chạy câu lệnh này ok bây giờ chúng ta đã có những cái cột tên nó khác nhau đây tôi sẽ lấy ra thêm thằng get URI name c chấm name s get name tôi chạy nó okay, chúng ta đã có thêm cái kết name này rồi. Thì chúng ta chạy lại chúng ta chỉ việc là sử dụng cái câu lệnh này tôi copy nó tôi đưa vào trong cái supply text của tôi where tôi paste vào đây ok cái này nó sẽ bằng đô hai chấm kết gạch dưới id đây thì copy đoạn này đưa vào đây rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là tôi chạy thử xem nó có ra không ok chúng ta đã ra product name này ok tiếp theo là chúng tôi ta lại làm như cái tôi lại lấy một cái bảng từ bên này tôi copy y nguyên cái bảng này sao tôi paste vào đây đây chúng ta vẫn là name này id name image tôi thêm một cột nữa và cái cột là category name description price ok chúng ta sẽ check cái biến là product này chúng ta có cái product id đây nó là cái link để chúng ta vào edit thì chúng ta bỏ nó đi chúng ta chỉ việc echo ra cái value.product name tiếp theo ảnh cũng vậy ảnh thì nó là product gạch dưới image đây là product gạch dưới description tôi copy này ra đây là get name tiếp theo là đây là sẽ là thêm product ok rồi chúng ta thử xem nhé chúng ta còn cột price nữa hình như mình đang nhầm vị trí get name nó phải trên description xong rồi đến price ok giờ chúng ta có thể tag check dòng số 32 bị lỗi 32 đây
Ok, bây giờ chúng ta đã có danh sách của toàn bộ của những cái sản phẩm của chúng ta đúng không? Xong rồi đây cái category name này có iPhone 4, có HTC One, có MacBook Pro, nó là laptop, smartphone chẳng hạn thế. Bây giờ chúng ta thử vào trong cái category kia chúng ta update xem. Đây, thằng này đúng không? Chúng ta bỏ cái này đi, chúng ta bỏ chữ update này đi. Rồi, ok. Đó, tôi đã ra toàn bộ những cái sản phẩm của nó. Tiếp theo là tôi lấy ra toàn bộ keyboard. Keyboard nó sẽ không có gì, chúng ta phải create new. Ok, bây giờ chúng ta vào create new nó sẽ chưa có cái gì cả. Thì chúng ta lại tiến hành tạo một cái file mới trong cái product này là file create .php. Tôi xếp nó xuống. Rồi, tôi chỉ việc vào trong này, tôi copy toàn bộ ra. Chúng ta làm lại gần như là hết mà. Rồi, nếu mà request dạng get này thì form này vẫn là multipath form data để chúng ta upload cái ảnh lên. Đây tôi đổi tên mình product. Những cái này kết này tôi đổi thành pro, tôi có thể control H là tôi sửa chữ kết gạch chân. Kết gạch chân sẽ sửa bằng pro gạch chân place on. Đây, Pro Image này, Pro Description này. Ok, tôi xin đổi tiếp là cái này Pro Duck. Create Pro Duck. Clear. Ok rồi. Rồi, đến lúc đấy thì chúng ta sẽ có một cái giao diện nó như này. Rồi lại sang sược product này. Tôi check lại ở đây. Đây, nó sẽ sang cái giao diện là create.php. Check lại. Xong rồi đây, các bạn có thể nhìn nó sang product. Product sược create.php. Ok chưa? Đó, nhìn này, có product name, product image, description. Bây giờ tôi cần lấy ra một cái trường cho Prime nữa đúng không? Thì tôi làm như sau. Tôi nhập, xin lỗi. Phải làm màn hình create. Đây là create product. Đây. Chúng ta cần thêm một cột nữa là về cột Prime. Description price. Price. Chúng ta sẽ có nó là một cái input. Type bằng number. Chúng ta có cái step cho nó là 0.01 pro price. Ok. Đây. Cái price của chúng ta. Bây giờ tôi cần một cái cột nữa để chúng ta có thể biết được cái product này thuộc cái category nào. Thì tôi sẽ là đầu tiên tôi sẽ tiến hành là lấy ra toàn bộ cái dữ liệu của cái bảng category đúng không? Thì tôi copy thằng này, tôi đưa lên trên đầu ở đây. Bằng nào mình cũng dùng đến DB mà. Chúng ta sẽ copy ở file này cái SMTP.
xq.ho. Chúng ta lấy ở đây. Select ID này, name này, ID name, form, category, ok, category, that's all, ok. Bây giờ tôi sẽ lấy ra thêm một dưới ngay, tôi muốn đặt nó ngay dưới cái name này. Đây là get name. À, get, đây là get ID. Category. Ok. Để lấy chọn một trong những cái category đấy thì chúng ta sẽ tiến hành là cho vào đây một cái select box để chúng ta có thể select được xem là cái category nào. Thì chúng ta sẽ tiến hành như sau này, tạo một cái thẻ select. Tôi có ID sẽ bằng get ID. Name của nó bằng get ID. Trong này tôi sẽ tiến hành như sau. Viết code PHP. If count của cái biến category kia lớn hơn 0. Ok. Thì chúng ta sẽ tiến hành là void category s value đi. Rồi, trong này chúng ta sẽ tiến hành sinh ra những cái thẻ là thẻ option. Chúng ta có option là value sẽ bằng echo ra cái value. Cái ID. Nhưng mà hiển thị ra cho người ta nhìn thấy nó sẽ là cái name của cái story đấy. Đây. Nhìn này. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái giao diện. Dòng số 5. 1 2 3 4 5. Đây chúng ta thừa một dấu ngoặc. Ok. Hình như tôi nhầm. Đây phải là name. Đây smartphone, các thể loại. Ok chưa nhỉ? Rồi. Thì chúng ta sẽ xử lý tiếp ở cái đoạn upload này. Chúng ta đã lấy được name này. Name, description. Chúng ta tiếp tục lấy tiếp được đến có name rồi này. Chúng ta lấy ra tiếp cái get ID. ID ở đây sẽ bằng get ID này, tức là lấy giá trị của cái select box ở đây, select box này. Sau đó chúng ta lấy ra cái emit thì lấy ra thực chất là lấy ra pro emit thôi. Chút nữa chúng ta sẽ xử lý cái emit này, pro description rồi này, pro price. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đặt cái này là product. Thì chúng ta phải tạo thêm một cái thư mục product ở đây. Đó. Thư mục product. Ok, cái quy định thì tôi vẫn dùng như thế thôi.
Để tôi xem lại nào, có name, description, case ID, pro price. Chúng ta có thể vadam ra đây. Vadam ra cái đô la dưới post và chúng ta đài để nó không xếp xuống DB. Chúng ta có thể check Lumia 920. Đây nó thuộc category smartphone. Tôi chọn bừa lên một cái. Lumia is the best. Đây là 500. 50. Bị ra gì? Đấy, chúng ta đã để ra pro name này, case ID là 1 này, pro description này, pro price. Ok, thì bây giờ sau những cái bước này giống như hôm trước thì chúng ta cũng đã xếp được một cái ảnh, nhưng mà nó xếp vào trong cái thư mục là product này, chưa nhỉ? Sau sau đấy tôi sẽ thực hiện câu lệnh ở đây là insert là vào bảng là product thôi, khác nhau đấy thôi, name, description, image này. Rồi get ID, rồi price, cái name, description, image này, xong rồi sau đấy là get ID và price. Ok, rồi tiếp theo ở đây thì cũng thế, chúng ta thêm hai cái cột, hai cái trường là get ID và price vào. Đây. Get ID và price. Chúng ta copy ở đây. Get ID và price. Nhưng mà ở đây tôi sẽ tiến hành add thêm hai bản ghi nữa. Hai loại nữa là get ID và price. Nó sẽ bằng cái biến price này. Ok, tôi bỏ cái này đi. Đây nó sẽ sượt sượt là product sượt index. Ok chưa nhỉ? Không, tôi chỉ muốn sượt index thôi. Chúng ta đẩy toàn list của cái sản phẩm để chúng ta xem cho nó dễ. Ok, chúng ta có thể F5 cái này. Ok, Lumia 920 này. Ồ, vì sao cái này nó không ra ảnh nhỉ? Upload product này. PNG. Để tôi xem lại xem là cái này nó có ảnh không. Đây nó ra ảnh đấy thầy. Sao lại thế nhỉ? Localhost. Để xem này. Localhost 88 này. Thư mục upload product. À, không có ảnh thật. Thế nó lưu cái gì? 557. Oh. Upload này, product này. Lên ảnh rồi đấy. Ok, chúng ta làm lại thử cái nhé. Chúng ta upload một cái ảnh khác đi. Index này. Smartphone này. Để bỏ cái này đi. Rồi, để tạo một cái mới. HP list book. Nó là của laptop. Chọn một cái ảnh. Tôi lấy, tôi đi copy một cái ảnh. HP Elite Book. Tôi lấy một cái ảnh về. Ảnh nào cũng được. Desktop đi. Ok. Triệu đi.
không ra này. Tại sao lại không ra nhỉ? Để tôi xem thử trong DB xem. Đây. Copy cái này nhá. Localhost 88 này. Upload. Hình như là sạc cái gì đấy. Upload product không. Tôi vào phần sược này. Frame localhost image. Nó vẫn còn sược là sược product. Đây sược product, sược upload thì như vậy thì không đúng. Xin lỗi chúng ta. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải thêm như này thì nó mới ra này. Ở cái màn hình list product này. Màn hình list product đâu? Product index của chúng ta. Thì nó phải như thế này nữa. Xin lỗi các bạn. Product name. Đây là product này. Đây, chúng ta cần phải như này. Rồi. Xem nó lên không? Đây, nó lên rồi đây. Bởi vì cái thư mục chúng ta đang được xét nó nằm ở trong cái thư mục product này. Cho nên là chúng ta phải lùi một cái nữa, lùi một cái cấp thư mục thì chúng ta mới thấy được cái ảnh của nó. Ok, không sao cả. Ok. Rồi, chúng ta đã tạo được cái ảnh, đã tạo được sản phẩm. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tiếp là về cái phần update của một sản phẩm nào đấy. Thì chúng ta cũng sẽ tiến hành giống như cái màn hình create này thôi. Đầu tiên chúng ta tạo ra một cái file là file update.php, xếp xuống. Rồi chúng ta có thể copy toàn bộ cái file update này. Chúng ta đưa ông đây. Khác mỗi việc là chúng ta cần phải giống như ở trên này, chúng ta lấy ra toàn bộ nội dung của cái bảng category. Đây. Thực chất thì tôi có thể hoàn toàn có thể copy, tôi cứ làm từng bước một cho chúng ta nhanh, làm chậm thôi, không quá nhanh. Rồi nha, product ID này, ID đây chúng ta sẽ đổi get ID, nó sẽ thành là pro ID, replace only. Ok, select, nhưng mà câu lệnh ở đây chúng ta là select này EID name description image get ID price. Ok, form product, form cái bảng product where ID bằng pro ID. Chúng ta đổi cái biến này thành cái biến là product. Rồi. Update product. Product name này. Input. Chúng ta có hidden cái get ID. Hidden ở đây chúng ta sẽ đổi thành pro. Những cái gì get gạch chân này, chúng ta đều đổi thành pro chân. Ok, đây nữa chúng ta update lại hết thành product. Ok, chúng ta có ID này, name này. Ok chưa? Và chúng ta còn cần thêm một cái select ở đây nữa như này, đừng quên name này, kết thúc cái name, kết ID. Ok rồi, kết image, đây là product. Ok,
Rồi đó, nêm. Description. Nhầm nha. Description. Hình như là ở cái màn hình update của cái story tôi sai rồi. Đây. Ok. Đây product description này. Chúng ta còn cần thêm một cái price nữa. Tôi copy luôn từ cái màn hình phía đi cho nó nhanh. Create nữa. Update product. Cái màn hình này chúng ta ok. Submit number. Chúng ta phải có sẵn value nó. Value nó sẽ chính bằng cái echo và cái price. Rồi. Chúng ta thử xem nó như thế nào. Tôi update cái ông này đi. Lỗi gì đây? Tôi thử lại coi nào. Đường dẫn ra product update ID bằng BR notice undefined index. Xin lỗi các bạn, ở đây có gì? Ở đây. Đây là pro. Dưới product ID. Rồi đây, rồi nó mới đúng. Đây rồi, 3. Chúng ta bỏ này đi. Đây. Pro ID field dòng update là 18 18. Vậy dòng 18 đấy. Market ID. Rồi ok. Chúng ta có cái Lumia này, smartphone này. Bây giờ chúng ta sẽ thấy nó sẽ sai ở chỗ này. Sẽ sai ở chỗ đây nó laptop này, tôi update. Nhưng nó vẫn chọn cái select category của nó là smartphone. Như vậy thì không ổn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành như sau này. Ở phần này này. Mình tiến hành là if value ở cái trường là get ID bằng với cái ở đây chúng ta đang set là biến là product có cái trường cũng là get ID. Ở đây chúng ta để đây chỉ là ID thôi, get ID thì chúng ta sẽ bê cái ông option này vào, nhưng mà chúng ta đã thêm một cái nữa là selected. Rồi nhưng mà có else chúng ta sẽ để như bình thường, không có gì thay đổi. Đây sẽ thành như này. Value hai. Chờ mình một chút nhé. Ở đây do cái lỗi này. Đây, nó đã ra đúng là cái laptop đây. Ok chưa? Phần còn lại thì nó đơn giản rồi. Khi mà chúng ta post lên này thì chúng ta có pro name, pro description, pro ID. Giống như ở bên create này thì mình lấy ra thêm là get ID và price. Đây.
chúng ta đổi thằng này thành là thằng product providing name này. Ok, chúng ta xếp vào như bình thường. Chúng ta update cái câu lệnh này, thay đổi product, update câu lệnh, update cho bảng là product set name bằng description image này, thiếu get id sẽ bằng get id mới và price sẽ bằng price mới where id bằng id. Ok, tương tự như bên này thì chúng ta cũng copy từ đây, đây là bảng product đó, price. Ok, chúng ta sẽ có thêm những cái biến như biến param, nó là hai cái này, đúng không ta? Ok, giờ chúng ta thử update nhé. Elite book 1 này. Giờ tôi update cái ảnh khác, tôi lấy ra cái ảnh để tôi lấy ra cái ảnh khác đi, có màu vàng vàng đen xì xì đấy. Đấy, Windows 10. Ok, update sang cái ảnh đây, Windows 10 này. Ok, đã sang ảnh Windows 10, thấy chưa nhỉ? Tôi update tiếp này, tôi chọn cho nó một cái là keyboard này, tôi up luôn cái ảnh là ngay đi. Ok, đã sang cái ảnh này, tôi update lại giá này, tôi bỏ cái kia số đi. Đây, ok chưa nhỉ? Rồi, thế chúng ta đã xong phần update, còn phần delete thì nó lại cũng lại cực kỳ được đơn giản. Chúng ta tạo một file là file delete.php, chúng ta xếp xuống, chúng ta nhầm file, nhầm tên, chúng ta sẽ lấy là remove. Rồi, chúng ta cũng lại ăn trộm vào thằng bên này rồi nha, remove.php tôi tắt hết đi, đây remove của nó đây, get id tôi đổi cái biến get id này thành biến $pro id this. Đây nữa này, vẫn còn đây này, hát này đây đi. Rồi ok, prepare tôi chỉ cần lấy ra thằng này thôi, lấy ra mỗi cái id from product. Sẽ là biến cố đó. Đây là đẩy ra cố đó. Ok, chúng ta remove cái thằng iPhone 4 đi. Xong, HTC One cũng bay luôn. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc là thêm bớt sửa xóa một cái bảng con cho cái category này rồi. Thì chúng ta làm nó chúng ta chú ý là những cái bảng con ấy thì nó sẽ
thường nó sẽ có một cái select box để chúng ta chọn xem nó là con của thằng nào, con của phần tử nào ở trong cái bảng tra. Thì trước hết lúc nào để có được cái select box này, chúng ta luôn luôn lấy ra toàn bộ cái dữ liệu của bảng tra ra để chúng ta tạo ra những cái option. Thì trong option này sẽ là chứa cái ID, còn hiển thị ra ngoài thì sẽ hiển thị là cái tên của cái element của bảng tra đấy. Sau đó khi save thì chúng ta thực hiện giống như là chúng ta save ở cái bảng category hôm trước. Tương tự với việc áp ảnh thì chúng ta lưu ý một chút nữa về cái vấn đề là save cái đường dẫn ảnh cũng như là save cái header này đẩy đi đâu, thì chúng ta phải để ý xem là cái file của chúng ta nó đang ở cái thư mục nào để chúng ta đẩy nó về đúng như mong muốn của chúng ta. Ok chưa nhỉ? Rồi ok, nay bài học chúng ta kết thúc ở đây. Buổi sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp về cái phần giỏ hàng. Ok, chúc bạn học tốt.